Good morning. Welcome back the program of preparation for high school finals. Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại chương trình luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và hôm qua chúng ta đã nói đến phần thứ nhất ở trong cái phần của phonics và được ra nhiều nhất, đó là cách phát âm về đuôi ED. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chương trình phonics phần thứ hai về cách phát âm về đuôi ES. Vậy để làm thế nào để chúng ta nhận diện, nhận biết và để dễ dàng để làm bài thật tốt? Và hôm nay thầy sẽ chỉ các bạn cách nhớ những cái cần thiết trong cái phát âm phần phonics hôm nay. Đó, hôm nay chúng ta nói đến cách phát âm đuôi ES hay là S. Chúng ta look at the screen. For example, cái động từ murder. Và chúng ta nhận thấy cái final sound ở vì ở đây kết thúc bằng sound ơ. Vì thế chúng ta nhìn nha. Đó, vì thế S này được phát âm thành z. Cho nên chúng ta đọc là murders. Đó, từ âm S chúng ta biến về gì? Z. Đó. Đó là kết thúc bằng âm cuối final sound ơ. Và S chúng ta về z, được phát âm là z. Vậy hôm nay chúng ta đi vào chương trình. Đó, S hoặc ES khi nó nằm ở cuối của một động từ thì nó được phát âm thành ba âm khác nhau. Đó, âm thứ nhất đó là s, âm thứ hai is, âm thứ ba đó là z. Đó, nó được phát âm thành ba âm s, is, z. Âm đầu tiên đó là âm s. Vậy khi nào nó được phát âm là s? Đuôi ES hoặc S được phát âm thành âm s khi động từ hay những từ được kết thúc bằng những âm sao hoặc là chữ cái letter sound. Âm thứ nhất đó là t, hay hoặc là những chữ cái như là t hay là te. For example, it kết thúc bằng âm t, t. Và đuôi s này được phát âm là s. Đó. More example. Đó, dates, date, dates, date, dates. Âm thứ hai chúng ta sẽ đi đó là âm k, k. Và kết thúc bằng những chữ cái cuối như là k, k e, o c. For example, mistake kết thúc bằng âm k hay chữ cái là k e. Mistake, mistake. Vì thế âm cuối, chữ cuối s được phát âm là s. Mistakes, mistakes. Kết thúc bằng chữ cái đó là c,
nhưng nó vẫn được phát âm là âm k. Politics, politics. Âm thứ ba đó là âm p, bằng kết thúc bằng những chữ cái cuối là p hay pe. Example, develops, develops, develops. Đó là ba âm đầu tiên. Âm tiếp theo chúng ta sẽ thấy đó là âm, và chữ cái cuối thường được kết thúc ở các từ đó là F, F, E, P, H hay là G, H. For example, grab, graph, graphs. Chậm thì graphs. S được phát âm là S. Love, 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 loves, loves, loves. Âm tiếp theo đó là âm, và thường kết thúc bằng chữ cái cuối đó là th. Example, maths, maths, maths. Phần thứ hai đó là es hoặc s được phát âm là is, is. Vậy khi nào thì nó được, s hay es này được phát âm là is? Look at. Thứ nhất đó là kết thúc bằng âm s, hay là những chữ cái cuối của từ như là s, s, c, e, o, x. Example, glass kết thúc bằng hai chữ s thì es được phát âm là is. Glasses, glasses, glasses. Box kết thúc bằng x nhưng cái đuôi âm của nó vẫn là kết thúc bằng s, cho nên es đều vẫn được phát âm là is, is. Boxes, boxes. Ví dụ thứ ba đó là place, place, vẫn kết thúc bằng âm s. Đó là places, places, places. Đó. Âm thứ hai đó là âm, và chữ cái cuối thường sh hay là she. Sh hoặc she. Example, wash, wash. Es được phát âm is. Washes, washes. Âm tiếp theo đó là âm ch, 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 và chữ cái cuối thường đó là ch, che. Example, watch, watch, watch. Đó, yes được phát âm thành is. Watches, watches. Âm tiếp theo là âm z, z, và thường chữ cái cuối là z, z, e, s, e. Ngoài trừ cái thằng promise, ngoại trừ
promise. Đó, hãy practice. Mặc dù nó kết thúc bằng SE nhưng nó phải được phát âm là S. Đó là ngoại lệ. Đấy là cái này. Hai cái này là hai cái ngoại lệ. Example. Horse. À, yes được phát âm là is. Horses. Âm tiếp theo đó là âm này rất là khó phát âm đối với người Việt chúng ta, đó âm j. Nó hơi mạnh. Nó thường kết thúc chữ cái cuối đó là G E. Example. À, change. Và ES S này được phát âm là is. Changes. Đó, is. Những cái từ này nó hơi khó phát âm, các bạn chú ý. Phần tiếp theo đó là S hay ES được phát âm là Z. Thì cái âm này, âm Z này là đa phần nó được phát âm ở cuối khi chúng ta thêm S hoặc ES. Ngoại trừ những cái được phát âm đứng cuối với những cái chữ cái đối với âm S và âm IS thì đều được phát âm đó là Z. À, các bạn chú ý. Example. Live. Kết thúc của nó đó là âm V. Hay chữ cái VE. Cho nên ES được phát âm là Z. Live. Thêm một ví dụ nữa đó là cry. Nó kết thúc bằng why. Cái này đã được biến đổi khi thêm chúng ta thêm động từ thêm es. Đó, động từ chính của nó là why. À, khi thêm es nó biến thành y ngắn. Cho nên nó được vẫn được phát âm đó là z. Đó. Cries. Đó là những cái ngoài những phụ âm cuối được phơ khi thêm SES của âm S và âm IS thì đều được phát âm là Z. Chúng ta tóm tắt lại bài học hôm nay, chúng ta đối với phát âm của S hoặc ES được phát âm thành ba âm. Âm thứ nhất đó là âm S. Và khi từ một từ kết thúc bằng K, P hay P, TH, F, GH, PH, T, or T, thì được phát âm là khi thêm S hay ES chúng ta phát âm đó là S. Âm thứ hai đó là âm IS. Khi những từ được kết thúc bằng SS, CE, SE, X, ZE, GE, SH hay CH. Đó. Thì ngoài những cái này ra thì ở đây có âm F. Chúng ta chú ý đó là âm F. Nó thường được phát âm với những cái từ nữa đó là PH hoặc là GH. Đó. Đó, thêm một cái hàng nữa. Thì chúng ta tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì ngoài 16
chữ cái này thì tất cả những chữ cái còn lại được phát âm đó là z. Đó. Đó, các bạn chú ý ha. Đó, được phát âm là z. Đó, chỉ cần nhớ những cái chữ cái thuộc cái phần phát âm của âm s và is thì còn lại nó được phát âm đó là z. Đấy, để các bạn hiểu rõ hơn thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm một vài ví dụ để ở nhà các bạn dễ follow ha, dễ làm bài và được rõ hơn. Practicing. To the correct answer that is differently pronounced from the others. First, number one. Cái này thầy lấy ở trong tuyển tập đề thi năm 2012 đến năm 2018. Đó, A. Have. Love. Like. Arrive. Chữ A được kết thúc là P. Vậy đồng nghĩa chữ cái chữ S này ở cuối này được phát âm đó là S. Cái B, love kết thúc bằng TH, nó được phát âm đó là F. Cho nên S được phát âm đó là S. C, alike kết thúc bằng KE, cho nên âm này được phát âm đó là S. Arrive kết thúc bằng âm v. Thì S được phát âm là z. Vậy câu khác, đáp án khác với những đáp án còn lại đó là gì? Các bạn dễ làm cái phần này, rất easy. Các bạn có thể lấy được khoảng 0,5 điểm trong một cái đề thi. Tiếp theo đó là number 2. Close. Thì kết thúc bằng THE. Nhưng cái âm này nó lại được phát âm đó là này được phát âm đó là âm close. Cho nên cái chữ S nó được phát âm đó là z. Và behave kết thúc bằng âm v. Share kết thúc bằng âm r. Nhưng ở chữ cái nó là kết thúc bằng re. Cho nên đều những cái này được phát âm ES hoặc S, nó được phát âm là Z. Còn chỉ có thằng này được kết thúc bằng GE, vì thế S này được phát âm là Is. Đó, It changes. Vậy câu trả lời của chúng ta đó là B. Là sự khác biệt với những cái còn lại. Number 3. Chúng ta sẽ tới number 3. A là kết thúc bằng bus. S-H. Bus kết thúc bằng âm S. Lorry kết thúc bằng âm Y hay âm I. Charge nó kết thúc bằng GE. Vậy sự khác biệt giữa những âm này đó, chúng ta sẽ nhận thấy đó là SH, S, GE. Thì tất cả cái này là phát âm đó là is. Is. Âm này các bạn đổi thành is. Lỗi là lỗi kỹ thuật ở đây. Is. Bushes. Business và
Đó, đã phát âm là is. Các bạn chú ý thầy. À, là lỗi kỹ thuật ở đây. Và sự khác biệt với những âm còn lại đó là câu đáp án đó là C. Đó, C. Và cả hai câu này cũng được lấy trong tuyển tập đề thi tốt nghiệp năm 2012 đến 2018 để cho quen hơn và thầy hướng dẫn thêm hơn thì các bạn chú ý phần nữa thêm more practice. Number 4 đó là talk. À, number 4 chúng ta thấy number 4 chúng ta sẽ thấy là A nó kết thúc bằng chữ cái đó là K. B kết thúc bằng K. À, C nó lại kết thúc bằng D. Và D kết thúc bằng T. E. Vậy nếu các bạn đã nhớ thì chúng ta sẽ thấy đây là đầu là K thì S nó được phát âm là khi thêm S này được phát âm đó là S. À, khi thêm S ở đây thì S này được phát âm đó là S. Và âm này T E khi thêm S chúng ta S này được phát âm là S. Và D nó phát âm đó là Z. Và cái câu trả lời của chúng ta đó là C. À, decided. Còn những cái còn lại talks, takes, completes thì nó đều được phát âm là S. Còn chỉ có cái khác biệt đó là kết thúc bằng âm chữ cái D E hay là âm D. Âm D đó, được phát âm là Z khi thêm S A. Đó là câu number 4. Number 5. Đó, number 5 thì chúng ta A chữ cái kết thúc đó là W. B chữ cái song nó kết thúc bằng âm N G. C nó feelings nó cũng kết thúc bằng âm N G. D nó là kết thúc bằng âm T. À, vậy chúng ta cũng như khi chúng ta lược được những cái âm cuối của các từ thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ. À, W S thì S này nó được phát âm đó là S, Z. Ng. Khi chúng ta thêm S thì nó phải phát âm là Z. Hai cái như nhau đúng không? Thì chúng ta vẫn vậy âm Z. Còn S và âm vô thanh. Vô thanh, âm này âm gọi là âm vô thanh. Cho nên âm chữ S được phát âm là S. Và chúng ta nhìn thấy cái khác biệt đó là D. Đó là phát âm S. Còn các lại còn lại thì phát âm là Z. À, cho chúng ta nhìn thấy. Ok. Vậy đáp án của chúng ta đó là D. Delights. Vậy thì bài học hôm nay cho chúng ta thấy đó là cái phát âm S hay ES ở cuối của một cái từ, danh từ hay động từ thì đều được phát âm dễ dàng nhận thấy khi chúng ta chỉ cần nhớ âm nào, những cái âm như là kết thúc bằng âm S hay là is thì còn lại là âm Z. À, ở đây chúng ta nhìn thấy không? Đó, kết thúc bằng âm này thuộc đây. K được đây. Đó. D nó lại thuộc những âm khác những cái này. Và T E nó lại là nằm ở đây. Và chúng ta
dễ dàng nhận ra z là âm z. Đó là cái bài học hôm nay của chúng ta. Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng các bạn sẽ làm bài tập dễ dàng. Lát nữa thì thầy sẽ more practice nhiều hơn cho các bạn về phần cách phát âm đuôi es, s hay là đuôi ed. Thì chúng ta sẽ nghỉ lao 5 phút và tí nữa gặp lại các bạn. Thank you for watching and see you later. Bye.